Hello hello, mến chào anh em chú bác đang theo dõi clip số 95 nha. Hôm nay em lên được một số đồ nghề Nhật, Mỹ, Đức nè anh em, khá là chất lượng luôn. Anh em mình quan tâm theo dõi, cảm thấy ưng ý với món hàng nào thì ủng hộ em nha. Mã số và giá cả của sản phẩm em có dán bên trên. Anh em mình theo dõi video là thấy ngay được giá của sản phẩm luôn ạ. Còn về chi tiết của nó như thế nào thì anh em mình vui lòng xem trong video giúp em. Thì em sẽ đo kích thước thực tế và em quay các cái góc cạnh của sản phẩm. Và giới thiệu đến anh em cái tính năng, công năng của nó. Anh em thấy phù hợp với nhu cầu sử dụng hoặc sưu tầm thì ủng hộ em nha. Về hình thức chốt hàng bên em thì anh em mình vui lòng liên hệ trực tiếp giúp em qua số điện thoại ha, 089 6996 883. Và số điện thoại em có để trong khung hình của video luôn. Tạm thời em để này ha. Đó. Anh em mình thấy được trong xuyên suốt quá trình mình xem video luôn ạ. Anh em mình xem qua điện thoại hoặc là qua TV mình đều thấy được nha. Rồi em vào chi tiết của sản phẩm ngày hôm nay luôn. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu anh em một số cái món đồ bonsai nha. Cho anh em mình làm vườn nè. Giới thiệu anh em là một cây cưa lách của Nhật nha anh em. Hình thức còn khá là mới đẹp nha. Còn luôn tem của sản phẩm. Hàng này là hàng dùng lướt thôi nè. Lưỡi cưa còn rất đẹp nha. Chất liệu cán bằng gỗ nha nè. Chiều dài của cây cưa này em đo được là 34 cm ạ. Này, anh em xem hình thức một lần nữa ha. Rất là đẹp luôn. Này, phần lưỡi đây anh em nha. Các cây răng cưa sắc bén nha nè. Đây. Anh em thấy bám, cái độ bám nó rất là cao ha. Phần lưỡi cưa kết nối với cán chắc chắn, không bị rờ lắc nha nè. Cây này anh em mình mua về sử dụng tốt ha. Mã số 1, clip số 95, giá 150 ạ. Em qua mã tiếp theo. Mã số 2. Giới thiệu anh em là một cây cưa dạng gập ha. Dạng cưa gập đó nè. Cũng là hàng của Nhật luôn anh em nha. Đây ạ. À. Nó có một số cái tem của sản phẩm luôn đây. Anh em mình tham khảo thêm ha. Rồi, hình thức cây này cũng còn khá là mới đẹp, hàng dùng lướt luôn anh em. Khi mà nó gấp gọn á thì em đo kích thước của nó khoảng là 26 cm nha. Đây, chất liệu cán cũng bằng gỗ luôn anh em nha. Có màu vàng cánh gián khá là đẹp ha. Đây. Hình thức cũng nguyên vẹn luôn nha anh em. Rồi. Cái lưỡi cưa khi mà anh em mình sử dụng nè, mình bung ra ha. Đây. Có cái chốt ở đây nó khóa lại anh em. Đây, rất là chắc chắn ha. Này là phần lưỡi cưa. Trên bề mặt thì nó sẽ có một số cái vết ố thôi anh em. Sắt thép mà, nó có một số cái vết ố. Chứ cái lưỡi cưa cây này còn khá là sắc nha. Đây, anh em xem cái độ bám nó đây. Đó. Đó, phần lưỡi cưa rất là đẹp anh em ha, sắc bén ha. Khi mà cây cưa này mở lưỡi ra anh em thì tổng chiều dài của nó em đo được là 49 cm nha nè. 49 khi mà mở rộng ha. Và khi anh em mình không sử dụng đến, mình nhấn cái khóa này ha. Rồi, mình gấp lưỡi cưa lại anh em nha. Đấy, hoạt động ngon lành ha. Mã số 2, clip số 95. Giá 150 ạ. Em qua mã sản phẩm tiếp theo. Mã số 3. Em giới thiệu anh em là một cây dao anh em, một cây dao ghép khá là lạ nha. Cây này là của hãng Tosa vậy đây anh em. Có cái hình dáng giống như một con cá mập ha. Rất là lạ. Đó. Theo em được biết thì cây chất thép của con này được rèn luyện rất là tốt nha anh em nha. Đây, hình con cá mập, đây là con mắt của nó này. Đó. Thiết kế rất là đẹp ha.
Chiều dài của nó gọn lắm anh em, chỉ khoảng là 16cm thôi ạ. Phần lưỡi đây, phần lưỡi bên em chưa qua mài dũa lại gì anh em ha. Đây có cái lớp tách thép rõ ràng anh em nha. Đây, anh em mình về mình sử dụng, mình mài lại giúp em ha. Bên em chưa xử lý, chưa qua mài dũa gì hết anh em. Mã số 3, clip số 95, giá 250.000 cho một con dao ghép hình cá mập ha. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 4, giới thiệu anh em là một cây dao anh em, một cây dao làm vườn size nhỏ ha. Đây ạ, hàng của Nhật anh em. Và cây này có khắc chìm hình con rồng ha. Đấy, thế anh em mình mua sử dụng hoặc sưu tầm đều ok. Hình thức còn khá là đẹp luôn nha anh em. Cây này có chiều dài của nó em đo được là 23cm ạ. Riêng phần lưỡi thì chiều dài của lưỡi em đo được là 11 ha, 11cm. Cái bảng rộng của nó khoảng 3,2cm ha, là khoảng 32 ly á nè. Và độ dày của sóng dao 4,5 ly nha anh em. Cây này hình thức còn khá là đẹp nè, khâu chắc chắn anh em nha, mộc truyện đây, và hình khắc rất là đẹp, rất là rõ ràng luôn. Một cây dao rồng cho anh em mình sử dụng hoặc là sưu tầm ha. Mã số 4, clip số 95, giá 300.000. Em qua mã sản phẩm tiếp theo. Mã số 5, em giới thiệu anh em một con dao thủ công anh em. Con dao thủ công có cái bao da này ha. Đây, ở đây nó có cái tem gì của sản phẩm này nè. Này, đó. Hình thức cái vỏ ở ngoài nó hơi cũ anh em nha. Vỏ ngoài hơi cũ. Đây, nó như thế này anh em. Đó. Chiều dài của dao này này, em đo được là 22,5cm ạ. 22,5cm. Rồi, ở phần cán em thấy được làm thủ công này. Nhìn cũng khá là lạ ha. Ở đây nó mất một cái chi tiết ở giữa anh em nha. Đó. Còn về lưỡi dao này nè, lưỡi bên em chưa qua mài dũa hoặc là xử lý lại ha. Ở phần này này thì em thấy có trạm một số cái hình bằng đồng anh em nha, bằng đồng ha. Này, nhìn khá là lạ luôn anh em. Đó, thì cây này nó sẽ phù hợp cho anh em mình sưu tầm á, rồi mình mua về mình xử lý lại phần lưỡi dao ha. Như đây là cái phôi thôi, mình về mình xử lý lại cho nó láng mịn, nó đẹp hơn nha nè. Rồi mình làm những lại những cái chi tiết mà nó không còn hoàn thiện nữa, mình làm lại cho nó đẹp hơn nha. Thép loại này nó khá là sắc nha nè. Thép loại này nó khá là sắc, anh em mình về mình mài lại ha. Rồi, còn cái vỏ nó có cái vỏ như thế này anh em. Đây, mã số 5, clip số 95. Con này em để 250 ha. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 6, giới thiệu anh em một cái con dao phát hoang, con dao chặt phát hoang làm vườn ha. Này, con này cũng một thương hiệu rất là nổi tiếng nè. Em thì em không có đọc được chữ Nhật nhưng mà không có nhớ cái tên thương hiệu của nó. Đây, anh em mình có thể chụp hình lại cái mộc của nó để mình tham khảo thêm nha. Đây, cây này size khá là lớn nha. Và nó có một cái độ cong, nó có một cái độ cong, anh em thấy ha. Nên là cái lực chặt của nó anh em, lực phát, lực chặt của nó rất là lớn nha. Chiều dài của nó em đo được tổng là 33,5cm. Đây,
riêng phần lưỡi dao thì khoảng là 17 nha nè. 17 ha. Cái bản rộng nhất nè, khoảng 5,6 cm. Đấy, tương ứng với khoảng 56 ly. Về độ dày của sóng dao khoảng 6 ly nha nè. Hình thức đây, anh em thấy ha, nguyên vẹn. Cái khâu chỗ này chắc chắn nha anh em nha. Tình trạng lưỡi thì em thấy còn khá là sắc á. Anh em mình về mình sử dụng luôn cũng được ha. Hoặc là anh em mình thích nó bén ngọt hơn thì mình mài thêm giúp em nha. Con này khá là đẹp ha. Trọng lượng của nó nửa ký anh em nha. Con này nửa ký ạ. Mã số 6, clip số 94. Giá 600.000. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 7 là một con dao chặt với cái size nó nhỏ hơn một tí nè. Đây, hàng Nhật anh em ha, mộc truyện của nó ở đây ạ. Hình thức cũng còn khá là ok nha. Hiện tại lưỡi thì em thấy cũng khá là sắc luôn. Anh em mình về mình sử dụng luôn cũng được nha. Hoặc là mình mài lại theo sở thích của mình. Chiều dài của nó em đo được là 31,5 cm ạ. Riêng phần lưỡi thì em đo được khoảng là 15 cm nha nè. Về cái bản rộng anh em là khoảng tầm 4,6 cm, tương ứng với 46 ly ha. Sóng dao thì khoảng là 6 ly nha nè. Khâu cũng rất là chắc chắn nha. Cây này anh em mình về mình chặt cây mình làm vườn ngon lành ha. Này, lưỡi dao này, lưỡi khá là đẹp luôn nha. Mã số 7, clip số 95, giá 400.000 ạ. Trọng lượng của nó em con được là 450g anh em, 450g, 4 lạng rưỡi ha. Em qua mã tiếp theo. Mã số 8, một cái bàn cào mini anh em, một cái bàn cào cho anh em mình làm vườn ha. Đây. Cán bằng gỗ nha nè. Đó, nguyên vẹn nha, rất là chắc chắn ạ. Thép của nó cũng rất là dày anh em nha. Cây này cái phần cán của nó em đo được là 38 cm ạ. Đây, hình thức cán cũng nguyên vẹn anh em nha. Này là phần chốt của nó ha, chốt nêm ha, chắc chắn. Còn về phần lưỡi cào này thì nó có 3 cái lưỡi ha. Dài thì khoảng là 11 cm anh em. Cái bản này thì khoảng là 7 ha, 7 cm về bề ngang nha nè. Độ dày, em thấy cây này rất là dày nha. 3 ly rưỡi anh em. Rất là cứng cáp và dài dặn nha anh em nha. Nó có cái chốt nêm chỗ này này để nó gia cường cho cái phần lưỡi cuốc này nó được cứng cáp hơn ha. Rồi. Mã số 8, clip số 95, giá 150.000 ạ. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Tiếp theo giới thiệu anh em là một bộ đục nha. Mã số 9. Một bộ đục gỗ của Nhật anh em. Bao gồm 5 cây ạ. Đây. Cây lớn nhất này. Với 5 cây với 5 cái size khác nhau, nó sẽ bao gồm là 4 cây thẳng, 4 cây dạng đục thẳng anh em
và một cây dạng đục cong như thế này ha. Để anh em mình bo góc anh em. Đây ạ. Rồi, 5 cây như thế này ha. Chiều dài cây đầu tiên em đo được nè. 22,5. 22,5. 22,5 ha, khá là đều. 22,5 luôn ạ. Và cây này là 22. Đó. Vậy như vậy thì cái bộ này nó sẽ có cái chiều cao. Nó có cái độ dài anh em, nó có cái độ dài là 22 đến 22,5 cm ha. Cái độ trên lệ nó rất là thấp. Rồi, về cây đục cong trước này. Đây, mọc truyện đây ha. Còn khá mới, còn tem của nó luôn nè. Đây, phần lưỡi sắc bén ha. Đây. Tất cả đục bên em là cái phần lưỡi đục nè, kết nối với cái phần cán gỗ là chắc chắn hết anh em nha. Và có đầy đủ khoen ha. Cây tiếp theo. Em lên theo thứ tự từ nhỏ đến lớn ha. Đây, anh em thấy hình thức đẹp ha. Mọc truyện của nó ở đây anh em. Phần lưỡi của nó, cây này, cây nhỏ nhất này khoảng 9 ly nha anh em nha. Cây tiếp theo ạ. Đây, mọc truyện của nó đây anh em nha. Cây này khoảng 10 ly ạ. Size tiếp theo nè, mọc truyện ở đây ha. Cây này 15 ly ạ. Và cây lớn nhất trong bộ này. Đây, cái tem của nó bị rách một phần bên này anh em nha. Tuy nhiên em vẫn để lại cho anh em mình có thêm một số thông tin của sản phẩm. Còn mọc truyện của nó thì ở đây ạ. Cây này thì khoảng là 29 ly nha nè. Đó. Rồi, một bộ đục 5 cây ha. Còn cây đục cong này này thì nó rộng khoảng, cái bản đục nó khoảng là 2,4 cm, tương ứng với 24 ly ha. Đó, một bộ đục 5 cây. Hàng của Nhật có đầy đủ mọc truyện và hình thức còn khá là mới luôn anh em nha. Bao gồm 5 cây đục, 4 cây đục thẳng và 1 cây đục cong. Với cái size đục thẳng là nhỏ nhất là 9 ly và lớn nhất là 24 ly ha. Lớn nhất hơn anh em ơi. Em quên cái số đo của nó. Lớn nhất là 29 ly anh em, lớn nhất 29 ly nha. Mã số 9, clip số 95, giá là 500 nghìn ạ. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Tiếp theo mã số 10. Giới thiệu anh em là một cây bấm móng anh em. Một cây bấm móng của Đức nha. Đây. Gemini ha. Đó, với hình thức cũng còn tương đối ok nha. Anh em xem hình thức xung quanh của nó nha. Đấy, các cái chi tiết của nó ok nha. Đây, đây là phần lưỡi cắt ha. Đó. Chiều dài của nó em đo được là 13 cm ạ. Thiết kế phần cán hai bên có cái độ nhám ha. Đó. Giúp anh em mình thao tác, mình cầm nó không có bị trơn tuột ha. Mà khi anh em mình sử dụng nè, thì mình đẩy cái phần này lên anh em, mình đẩy cái phần lò xo này lên ha. Và mình để cho cái lò xo nó nằm ở giữa nè. Đây. Đó. Thì nó sẽ có một cái, đây, anh em mình để vào ở giữa này ha. Thì nó sẽ có một cái độ, nó lăn á, nó sẽ có một cái độ nhúng nó phù hợp ha. Còn khi mà mình không sử dụng á, thì mình gạt nó xuống như thế này, rồi mình khép phần lưỡi lại ha. Đó. Một cây bấm móng hàng cổ Đức ạ.
Giá của nó là 150.000, mã số 10, clip số 95 ạ. Em qua mã sản phẩm tiếp theo. Mã số 11. Mã số 11 ha, một cây keo đứt. Cùng hãng luôn em, một cây keo đứt cùng hãng luôn. Hãng mà có hai con người đứng này ha, Gemini. Đấy. Hình thức còn khá là đẹp luôn nha anh em nha. Đó, ok ha. Thì chiều dài của nó em đo được là 21cm anh em, 20,5 ha. 20,5cm, chính xác 20,5. Đây. Với cái thiết kế của cây keo bếp thì em cũng giới thiệu anh em rất là nhiều rồi. Hầu như là trong clip nào cũng có cái sản phẩm này hết. Tại vì em thấy là nhu cầu anh em mình sử dụng những cái keo này rất là nhiều. Đây, nó có hai cái phần hai bên này là đồ nảy, đồ khui hợp ha. Rồi, phần này kẹp hải sản anh em. Rồi, và phần kéo thì nó sẽ có một bên là lưỡi thường ha, và một bên lưỡi có răng cưa chống rượt. Đó, đây cây này hình thức lưỡi rất là đẹp luôn ha. Và anh em lưu ý khi mua kéo bếp ha, anh em kiểm tra giúp em phần thân kéo này cho lên tới phần lưỡi ha, không có dấu hiệu nứt hoặc là bể nha nè. Đó. Để cho cây kéo mình sử dụng được bền hơn và nó an toàn khi mà mình sử dụng anh em nha. Đó. Hàng bên em thì em đã kiểm tra rất là kỹ rồi trước khi mà em lên sản phẩm để giới thiệu đến anh em ha. Em sẽ test qua này, em test qua giấy cho anh em mình xem này. Cắt rất là ngọt luôn. Đấy, ngon lành nha. Mã số 11, clip số 95, giá 250.000 ạ. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã 12. Đây, mã 12. Giới thiệu anh em là một cây khóa của nhà KTC. Một cây khóa ha, với hai cái đầu vòng, một đầu vòng thường và một đầu vòng tự động, có tính năng gật gù nha anh em. Đó. Cây này là cây số 10. Hình thức khá là nhỏ gọn nha. Đấy, cũng được, cũng đẹp á nè. Sáng bóng ha. Em cũng chưa thấy có dấu hiệu bong tróc xi gì quá nhiều đâu. Đấy, còn sáng bóng còn khá là ok. Nó dài chỉ khoảng là 14cm thôi nha nè. Đây là cái đầu này. Đầu vòng thường nè nè. Này ha, phía bên trong này thì máy nó vệ sinh không tới. Anh em mình về mình sử dụng một thời gian, hoặc anh em mình xịt dầu vào thì nó đẹp trở lại thôi ha. Đây, còn phần đầu vòng tự động đây nè. Đó, ok ha. Anh em mình xoay theo chiều mũi tên giúp em. Đây, hoạt động hoàn hảo ha. Tính năng gật gù tốt nha anh em nha. Cái này nó sẽ phù hợp với anh em nào mình đang cần những cây khóa số 10 anh em. Những cây khóa số 10. Hoặc là anh em mình đang sưu tầm cái dòng này này, mà trong bộ sưu tập của mình chưa có cái size số 10. Đó. Anh em mình bổ sung vào bộ sưu tập ha. Mã số 12. Clip 95. Giá 150.000 ạ. Em qua mã tiếp theo. Mã số 13, cũng là một sản phẩm của thương hiệu KTC luôn ha, hàng của Nhật, Japan anh em. Đây ạ, một cây vít anh em, một cây vít nha. Ba ke BH3 và có dạng đầu đóng nha anh em nha. Hình thức cũng còn khá là chắc chắn, ok nha. Cây này em đo được chiều dài của nó này, 27cm ạ. Với cái chất liệu của nó, phần cán là phần nhựa cao cấp anh em. Chịu lực rất là tốt ha. Này, hình thức ok nha anh em. Này, KTC Japan ha. Phần đầu đóng cũng có một cái số vết khờ. Khách hàng đã sử dụng trước ha. Này, phần thân đây anh em.
Những cái dòng này là dòng cao cấp anh em nha. Nó rất là cứng nha, rất là cứng. Đây cái đầu mũi vít này. Anh em thấy những cái phần chóp xi ha. Chóp xi chóp cái nước ra màu đen thôi. Chứ các cái góc cạnh của nó là còn rất là sắc nha. Tại vì những cây này nó có độ cứng rất là cao anh em. Đây. Đó. Thì nó có dấu hiệu sử dụng. Nên là nó có cái phần chóp cây nước xi thôi. Chứ các cái góc cạnh nó đều rất sắc, rất ok luôn. Anh em mình tiếp tục sử dụng ngon lành nha. Đây. Mã số 13. Clip số 95 nha anh em. Giá của nó là 150.000. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 14. Rồi, lại tiếp tục một cái dòng sản phẩm của nhà KTC ha. KTC Japan, hàng của Nhật anh em. Một cây kìm mở nhọn. Đó, hình thức thấy cũng nguyên vẹn nè anh em ơi. Con này đẹp nha. Chiều dài của nó đo được khoảng là 17 cm ạ. Này, hình thức xung quanh này. Ok ha. Đây là phần cán cũng có những cái vết khờn nha nè. Đây. Không có đáng kể gì lắm đâu ha. Đây, có cái vết rách nhẹ này. Nảy ra luôn cho nó sạch ha. Cũng không có bị rách vào sâu bên trong. Ở ngoài tí thôi. Đây, cái mặt nó còn khá là đẹp nha. Đây. Răng kìm ngon lành luôn anh em ơi. Ở đây có một cái lưỡi cắt phụ nè anh em. Lưỡi cắt ok nha. Cây này em sẽ test qua dây cho anh em mình xem luôn ha. Đây nè, ở đây em có chuẩn bị cái khúc dây ha. Đây, cắt ngon lành nha anh em nha. Đây, rất là nhẹ nhàng luôn ha. Một cây kìm của nhà KTC, mã số 14, clip số 95, giá 150.000 ạ. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 15 anh em, mã số 15, giới thiệu anh em là một cây kìm nguội ha, hàng của Mỹ anh em, cái hãng của nó này, USA ha, đó. Cây này nó có cái thiết kế khá là cứng cáp anh em, với cái chất liệu thép đen nha. Đây. Đó. Hình thức xung quanh của nó ha. Cái thiết kế của nó với cái dạng mặt vuông vuông này, nhìn rất là đã, rất là đẹp anh em. Chiều dài của nó em đo được này. 21,5 cm nha nè. 21,5 cm ha. Đây. Phần răng hàm bên trong này nè. Đây. Hai cái phần răng khá là lạ này. Hàm ở dưới thì có dạng xéo ha. Còn hàm ở trên thì nó có dạng thẳng. Và nghiêng như thế này đó. Có lưỡi cắt phụ phía bên dưới luôn anh em nha. Này, những cây này thì bên em cũng đã xử lý nó sử dụng rất là nhẹ nhàng ha. Thì hàng mới xử lý nên nó còn một số cái dầu nhớt trong này. Anh em mình về mình sử dụng thời gian thì nó sạch sẽ ha. Cây này thì dành cho những anh em nào mình thích những cái hàng Mỹ này, những cái hàng chất lượng, những cái hàng cũ nha. Em sẽ test qua dây cho anh em mình kiểm tra luôn ha. Đây ạ. Đây. Cắt nó nhẹ nhàng lắm anh em, rất là
là nhẹ nhàng và rất là ngọt nha. Cây này anh em mình bấm kẽm ngon lành đó nè. Đây. Đó. Một cây kiềm của Mỹ. Mã số 15 ạ. Clip số 95. Giá 450.000 cho cây này anh em nha. Cây này anh em mình mua về sử dụng hoặc là sưu tầm đều ok nha. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 16. Giới thiệu anh em là một cây kiềm bấm ha. Một cây kiềm bấm của nhà Wygip anh em. Wygip ha. Hàng của Mỹ anh em. USA nha. Đây ạ. Cái dòng này là dòng 7R, là tương ứng với cái size của nó là 7 inch. Và cái dòng hàm miệng nó thẳng như thế này ha. Đó. Cây này là bản kỷ niệm nha nè. Bản kỷ niệm ha. Đây. Hình thức thì cũng nguyên vẹn anh em ha. Tuy nhiên anh em thấy cái nước da của nó bên ngoài nè, nó bị chóc xi đó nè. Tại vì nói chung là những cái hàng này nó lâu đời lắm rồi, nó chóc xi nên anh em nhìn thấy nó hơi tối màu tí ha. Đó. Nhưng mà cái chất thép của nó thì cực kỳ chất lượng anh em. Và cái hoạt động của nó thì hoàn hảo nha. Đây, anh em thấy lò xo bung rất là mạnh. Và các cái chi tiết bên trong này, anh em thấy nó không có bị gãy nứt gì hết anh em. Rất là dày dặn nha. Bung nhẹ rất là tốt luôn nè. Hàng bên trong này, này là những cái vết ố của sắt thép thôi nha. Đây. Đó. Hàm này anh em mình tiếp tục sử dụng ngon lành nha. Ok nha nè. Đây. Hoạt động ngon lành. Anh em có thể mua về sử dụng hoặc là sưu tầm đều ok. Mã số 16. Clip số 95. Giá 500.000 ạ. Em qua mã sản phẩm tiếp theo. Tạm thời em di chuyển cái bảng thông tin qua phía bên này nha nè. Đây. Hôm nay nó có cái hàng lớn hơi nhiều nên là nó có cái bập bên khó nhìn. Nên em bảo qua đây cho nó rõ ràng hơn ha. Rồi, tiếp theo là một cây kìm Wygip luôn anh em. Cây kìm Wygip với size lớn hơn ha. Hàng của Mỹ, USA anh em. Cây này là dòng 10WR, tương ứng với là size 10 inch. Và cái dòng miệng cong có cái hàm cắt. Đó. Cây này cũng là bản kỷ niệm luôn anh em nha. Đây. Cây này hình thức thì nó khá là đẹp nha. Chiều dài theo hệ mm em đo được là 22,5cm nha nè. Về tình trạng của nó thì em thấy cái nước da của nó này cũng khá là sáng ha. Cũng có một số cái vị trí nó bị trong bong tróc cái nước xi nè. Nhưng mà không đáng kể đâu. Cây này khá là đẹp đó. Cầm lên cũng rất là trơn tru ha. Đây, các cái chi tiết của nó đây. Rồi. Hoạt động hoàn hảo luôn. Đây, không có gãy nứt nha. Rồi. Bên trong đây. Phần hàm đây nè. Con này hàm đẹp nha. Đó, ok nha nè. Có cái phần lưỡi trắng ở trong này ha. Đây. Hoạt động thì hoàn hảo nha nè. Cái độ lệch hàm của nó rất là thấp. Đó. Ngon lắm. Cây này em mình mua về sử dụng hoặc là sưu tầm cũng ok lắm này. Mã số 17. Clip số 95. Giá là 850.000 ạ. Em qua mã tiếp theo ạ.
mã số 18. Giới thiệu anh em là một cây đo hơi nha. Đo hơi đo áp suất anh em. Đây. Hàng này là hàng của Nhật. Đây, cái hãng của nó đây. Toyota Moto đây này, đó. Hàng của Nhật ha, Japan. Thiết kế cũng rất là ngắn gọn luôn. Đây. Này là cái này, cái thang đo của nó này. Đơn vị tính của nó ha, kg trên cm vuông anh em. Các cái vạch số mức đồ còn khá là rõ ràng nha. Cái này chiều dài của nó khá là ngắn gọn luôn, chỉ khoảng là 14,5 cm thôi ạ. Và anh em mình có thể mình bơm theo cái đầu này cũng được nha. Nó có hai đầu, đầu này hoặc là đầu trên này đều được nha nè. Đấy. Hai cái đầu bơm đều ok hết ha. Đó. Rồi, một cây đo hơi, đo áp suất của Nhật anh em. Mã số 18. Giá của nó là 200.000 ạ. Em qua mã tiếp theo. Mã 19. 19. Hôm nay em có cái một cái cần siết chỉnh lực của nhà Snap-on ha. Đây. Snap-on anh em. Đây. Hình thức khá là đẹp luôn anh em này. Anh em thấy ha, khá là đẹp luôn. Cây này là đầu 1/4 nha nè. Hình thức là còn sáng bóng ha. Rồi, kích thước của nó này. Chiều dài em đo được là 28cm ạ. Đầu tiếp nối khẩu là đầu 1/4. Trên này có một số thông tin này. Anh em mình tham khảo ha. Đây, snap on. Đảo chiều ha. Rồi. Ở đây có thêm cái mã code của sản phẩm đây. Đó. QD1R200 gì đây anh em ha. Đây, snap on ha. Đây, cái thang chỉnh lực của nó theo hệ bao nha anh em. Đây ha, đây, cái con số của nó đây. Thì em sẽ, anh em đợi tí em sẽ kiểm tra cái giải lực của nó nha. Về cái cách thức hoạt động của nó, thì khi mà anh em mình chỉnh lực á, mình đẩy lên này ha, mình đẩy lên này và mình vặn chỉnh thôi nè. Mình vặn chỉnh lực thôi ha. Ở này thì anh em chỉnh theo cái số chẵn ha. Và số lẻ thì anh em mình chỉnh theo này anh em. Đây, cái đường vòng tròn này anh em mình chỉnh theo số lẻ ha. Rồi, khi anh em mình chỉnh xong, mình chỉ cần nhấn xuống là nó giữ lại và anh em không được xoay lật được nữa ha, khóa lại anh em. Thay vì những cây cây còn khác nó sẽ có cái nút lock ở đây, thì đây nó thiết kế gọn gàng hơn ha, trên phần cán dây luôn. Đó, anh em mình xoay thôi. Rồi, anh em đợi em tí, em sẽ kiểm tra cái giải lực của nó để giới thiệu đến anh em ha. Đây, cái giải lực của nó nè, nhỏ nhất là 40 ha. Đây, nhỏ nhất là 40 anh em. Này nó dính linh dính nhớt thôi. 40 ha. Và lớn nhất là 200 nha anh em. Lớn nhất là 200 ha. Đấy, cái dải lực của nó sẽ từ 40 cho đến 200 bao anh em ha. Đấy, rồi. Đấy, hoạt động thì hoàn hảo anh em nha. Rồi, khi anh em mình khóa lại thì mình đẩy xuống thôi ha. Đó. Ngon lành ha. Cái đầu tiếp nối khẩu của nó còn khá là đẹp luôn nè. Đấy, bi khóa khẩu này. Đấy, nhún nhảy tốt anh em nha. Đây.
một cây cần chỉnh lực của nhà Snap-on. Anh em mình quan tâm, mình báo giúp em mã số 19, clip số 95 ha. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 20, tiếp tục là một cây cần chỉnh lực anh em. Tuy nhiên cây này là chỉnh cơ ha, có cái đồng hồ anh em, có cái đồng hồ. Đây. Anh em mình lực, anh em mình vặn ra hoặc vặn vô, mình đều đo được lực nha. Hàng Snap-on ha. Cái đầu của nó cũng là đầu 1/4 luôn nha anh em. Đây, đầu chỉnh lực của nó 1/4 ha. Đấy, hình thức của nó, phần cán này là bằng chất liệu là bằng nhựa anh em nha. Phần nhựa ha, rất là cao cấp. Em thấy tình trạng của nó cũng còn khá là mới ấy. Này, anh em thấy cán còn rất là đẹp ha. Rồi, cái mặt đồng hồ của nó đây anh em nha, Snap-on ha. Các cái số đo trên này thì em cũng không có rành lắm về cái lực của nó nè. Đây, anh em mình có thể chụp màn hình lại để mình tham khảo thêm ha. Đó. Ở đây nó có hai cái kim này, hai cái kim này. À, ví dụ như là anh em mình còn đo đến lực bao nhiêu ha, thì mình vặn cái kim đến cái lực đó nè. Đó, anh em mình vặn cái kim đến cái lực đó ha. Rồi, anh em mình xoay thôi, anh em mình xoay. Thì ở đây, nè, em có test qua luôn này anh em. Anh em để cái kim màu đen giúp em nha. Đó, nó sẽ xoay ha. Đó. Rồi, anh em mình chiều ngược lại cũng có ấy luôn anh em. Đây, đây có lực luôn ha. Đây. Đây, hoạt động ok nha. Rồi, anh em mình quan tâm, mình báo giúp em mã số 20. Mã số 20 ha. Clip số 95. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Số 21, giới thiệu anh em một cái rồng rọc của nhà SK anh em. SK, một hàng của Nhật ha. Một cái rồng rọc anh em. Đây. Cái này nó có một cái giữ dây nữa nè anh em. Đây. Cái phần giữ nữa ha. Với cái hình thức nó chống xoắn nè, hình thức cũng khá là nhỏ gọn anh em. Tổng chiều dài của nó này, em tính từ cái này ha, từ cái móc này là khoảng tầm 13,5 cm ạ. 13,5. Rồi, cái đây, cái bảng này này là khoảng tầm 2,5 ha. 2,5 thì em sẽ đo cái chỗ mà bên trong cái đường kính của cái rồng rọc này nè. Đây, đó cho anh em thấy là mình có thể mình dùng dây bao nhiêu ha. Thì em thấy là khoảng là 16 ly nè, 16 ly nha. Đó. Đây, nó có cái phần giữ dây này anh em nha. Cũng khá là dày dặn luôn anh em nha. Rất là dày luôn ha. Đây. Nhà SK ha. Mã số 21, clip số 95. Giá là 200.000 ạ. Cái phần trên đây rất là quan trọng anh em, không có gãy nứt gì nha. Đây, rất là chắc chắn nha anh em. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 22. Mã số 22 giới thiệu anh em là một cây còn vặn chữ L anh em. Hàng Mỹ nha, hàng của nhà Proto anh em. Đây. Proto USA với cái size khủng anh em, size khủng, size lớn. Đầu tiếp nối khẩu là đầu 3/4 nha anh em. 3/4 nha. Đây.
Với cái phần cán cũng thiết kế các cái vân nhám chống trượt đây nè. Đấy. Cây này rất là to, rất là dày nè. Chiều dài của nó em đo được này, 40,5 cm nha, 40,5. Cái đường kính của cái cây này này rất là dài luôn anh em, 25 ly ha. Này, đảm bảo cho anh em cái độ cứng rất là cao. Đây là đầu tiếp nối khẩu, là đầu 3/4. Đó. Về tình trạng của nó thì nó cũng có những cái vị trí nó bị chóc xi nhẹ nha, li ti như thế này thôi. Đó. Cũng không có đáng kể gì lắm đâu anh em. Đảm bảo cho anh em là không có cong vẹo nứt gãy gì ha. Đây, bi khóa khẩu đây. Cái bi của nó cũng khá là cứng anh em. Những cái size lớn và nó rất là khủng ha. Mã số 22. Clip số 95, giá 380.000 cho cái cây còn bạc này anh em nha. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 23. Hôm nay em có một số cái món hàng size khủng rồi nè. Cái này nó khá là nặng nên anh em để ý giúp em ha, anh em nào quan tâm mình để ý giúp em, tại vì em sẽ quay khá là nhanh. Mã số 23 là một cây Classic anh em, Classic, hàng của Super, hàng của Nhật nha. Nó có cái màu đỏ là màu zin của sản phẩm anh em nha. Đó. Hình thức là khá là dài nha, khá là dài. Chất liệu thép nha anh em. Này, cây này là hàng nội địa Nhật nha. Đây. Đó, anh em thấy ha. Cũng có một số cái vị trí nó bị chóc xi nha anh em. Chóc sơn nha, chóc cái sơn màu đỏ á. Nhưng mà không đáng kể gì lắm đâu. Đảm bảo cho anh em là những cái sản phẩm này bên em cũng đã có kiểm tra rồi, không có dấu hiệu nứt gãy nha. Rồi, về chiều dài của nó này. Chiều dài phần cán á, em đo được là tới cái vị trí này là 60 ha. cm nữa. Tổng chiều dài của nó là 68 cm nha này. Tổng chiều dài đến tính từ phần đầu này ha cho đến hết phần cán là 68 cm. Size cực kỳ lớn anh em nha. Rồi. Và điều anh em mình quan tâm khi mà mua những cái sản phẩm này ha. Thứ nhất thì đảm bảo cho anh em là không có nứt gãy rồi đó. Thứ hai là cái đầu giữa của nó này, anh em coi các cái răng của nó rất là sắc ha. Đấy. Ngon lành. Và cái chỗ chốt giữ này nè. Đây. Không có gãy nứt gì hết á nè. Anh em thấy cái chốt giữ của nó rất là chắc chắn nha. Đó. Size khá là lớn nặng anh em nha. Em đo cái chiều dài của phần dây xích này. Những cái mắt xích rất là to nè. Rất là to ha. Và mềm anh em nha. Mềm nha. Đảm bảo anh em là không bị chết cái mắt nào hết, nên nó không bị cứng, không bị suộng. Anh em mình có thể ôm sát vào cái vật mà mình còn cảo ha. Chiều dài của phần xích này. Ôi, nó nặng quá trời luôn. Chiều dài phần dây xích 60 là tới cái mắt này. Khoảng tầm 25 là, khoảng tầm 85 anh em nha. Chiều dài của dây xích này là 85 cm. Đây. Trên dây xích nó có cái hiệu, cái thông số gì đây luôn anh em nha. Rất là dài ạ. Khi này mình vòng lại này.
Em đợi em một tí nha, nó nặng quá em cầm không nổi. Đây, đây là cái lúc mà em gắn cái mắt xích vào nè anh em nha. Đó, anh em thấy nó giữ rất là chắc chắn nha. Đó, anh em nào quan tâm đến những cái cạo lớn như thế này. Đó. Em mình liên hệ em cây này ha. Con nặng của nó em sẽ con luôn, báo cho em mình biết luôn thông tin ha. 5,4 kg nha anh em, 5,4 kg nha. Tổng trọng lượng của nó là 5,4 kg ạ. Mã số 23 anh em. Mã số 23, clip số 95. Giá là 700.000 cho cây này anh em nha. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Quay một cây như thế này, chết con chuột em luôn rồi. Tiếp theo giới thiệu anh em là một cây mỏ lết răng của nhà Rigid anh em. Cây này 18 inch, hình thức còn khá là đẹp luôn. Cái nước sơn màu đỏ cam là sơn zin của sản phẩm luôn anh em nha. Hàng của Mỹ ha, 18 inch. Đấy, cây này cái chất liệu của nó là bằng thép. Và tình trạng em thấy được đánh giá là khá là đẹp luôn. Anh em nào đang chơi mình sưu tầm cái dòng mỏ lết Rigid này này mà mình chưa có size 18 inch thì mình xem thử cây này ha. Đấy, cây này anh em mình sử dụng hoặc là sưu tầm đều ok hết đấy anh em. Chiều dài của nó là khoảng 40 cm theo hệ mm anh em nha, 40 ha. Mà anh em xem hình thức xung quanh này, cây này còn khá là nặng luôn. Này, ok ha. Phần răng miệng của nó này, đây, cái lưỡi gà trong này hoạt động tốt anh em ha. Cây này răng rất là đẹp luôn anh em. Này, con lăn thì hoạt động nhẹ nhàng ha. Này, phần răng của nó anh em xem này, răng đẹp quá ha. Đây ạ. Trong này nó có cái thước đo hệ in này, cho nên mình biết được cái size mình mở luôn ha. Thì theo hệ mm em đo luôn. Khi mà anh em mở rộng nhất thì được khoảng là 9 cm này nè, 9 cm ha. Những cây bằng thép này thì anh em mình dùng siêu bền luôn anh em. Em sẽ con cái trọng lượng của nó luôn, cây này khá là nặng á. 2,9 kg nha nè, 2,9 kg nha. Đấy, chắc thép dày dặn chất lượng anh em nha. Lâu rồi em mới thấy những cái cây Rigid bằng thép mà nó còn hình thức nó còn đẹp như vậy á nè. Mã số 24, clip số 95 ha. Giá 500.000 cho cây này ạ. Em qua mã sản phẩm tiếp theo. Mã số 25. 25. Thì ở đây em giới thiệu anh em là một bộ 4 cái bánh xe nè. Đây, một bộ 4 cái bánh xe nha. Hàng của Nhật ạ. Đây, một bộ 4 cái bánh xe, mã số 25 ha. Thì trong cái 4 bánh xe này, nó sẽ có 2 cái bánh có khóa. 2 cái bánh có khóa nè. Này là khi em khóa này thì nó đứng yên này, và khi em mở khóa thì nó mở ra này nè. Đây, đây, hoạt động ok hoàn hảo. Hàng chưa sử dụng anh em, hàng chưa sử dụng, hàng dùng lướt. Một số bánh thì dùng lướt, một số bánh thì em thấy là chưa sử dụng luôn á, còn khá là đẹp luôn ha. Rồi, thì ở đây nó sẽ có 4 bánh thì như em nói ha, 2 bánh có khóa và 2 bánh không khóa. Thì hình thức và cái mã số nó hoàn toàn giống nhau hết. Thì em sẽ giới thiệu điển hình một cái cho anh em mình xem nha. Đây. Cái đế, cái phần cao su này này, cái phần bánh này là chất liệu bằng cao su này. Khá là cứng cáp và chịu lực nha.
ở trên này là bằng thép này, rất là dày dặn luôn. Đấy, trơn tru nha. Đấy, cái bi của nó trong này hoạt động ngon lành đây nè, rất là dày nha. Rồi, các cái chi tiết nè, cứng cáp cực kỳ. Đây, made in Japan ha, chuẩn hàng của Nhật anh em. Và anh em xem các cái bánh xe này, thông số của bánh xe là 100 x 32, có nghĩa là cái đường kính của nó là 100. Và cái bề ngang này này, cái bề ngang này, độ rộng của bánh á, là 32. Đây anh em thấy ha, rất là mới luôn. Đấy, quay nhẹ lắm anh em, quay hầu như là nó không tạo ra cái tiếng động, tiếng kêu luôn á. Đấy, lúc này thì khóa cứng lại ha, hoạt động rất là hoàn hảo luôn. Kích thước của nó này, từ cái phần trên này anh em xuống cho đến cái phần bánh ha, là khoảng tầm 15, khoảng tầm 15. Còn về cái phần bánh này, đúng nè, 100 ha. Bề ngang này, đúng 32 anh em nha. Rồi, cái bảng trên này này thì nó sẽ là hình vuông, cạnh của nó sẽ là 9. Đây, cạnh của nó sẽ là 9,5 cm anh em. 9,5 ha. Anh em thấy ha, rất là mới đẹp luôn. Những cái này thì hiện tại em thấy cũng có bán trên thị trường á, nhưng mà với cái giá thành nó khá là cao anh em. Đây, đây là cây có khóa nè, tiếp tục lên cây không khóa ha. Đây, cây không khóa đây. Đây, hai cái bánh trước thì anh em mình không còn dùng khóa ha. Anh em thấy tình trạng bánh cũng rất là đẹp, quay rất là nhẹ nhàng luôn nha. Và kích thước của nó thì hoàn toàn tương tự giống như cái cây trước nha nè, giống như cái bánh trước mà em đã giới thiệu ha. Tuy nhiên cái hai cái bánh trước này nó sẽ không có khóa. Đấy, hoạt động ngon lành. Rồi, một bộ bốn cái bánh xe như thế này nha nè. Mã số 25. Hàng này thì em về số lượng nó không nhiều. Hôm trước thì một số anh em cũng biết em đã giới thiệu ha. Rồi, trong clip này thì em giới thiệu thêm cho anh em mình thấy anh em nào đang có nhu cầu thì mình mua thêm ha. Số lượng em còn không nhiều ạ. À, mã số 25, giá là 550.000 một bộ 4 bánh nha anh em. Hai bánh khóa và hai bánh không khóa ha. Em qua mã sản phẩm tiếp theo nha. Tiếp theo là một cái thùng anh em. Một cái thùng của hàng của Mỹ. Khá là chất lượng luôn. Đây, anh em nào mình đang quan tâm đến cái hộp đựng đồ, cái thùng đựng đồ của Mỹ thì anh em mình có thể tham khảo qua cái mã này này. Tạm thời em sẽ di chuyển để đưa nó vào giữa khung hình ha. Anh em mình quan sát nó kỹ hơn. Đây anh em. Đây, bảng thông tin em tạm thời em để đây nha, cho anh em thấy được số điện thoại nha. Nó to quá, trong khung hình anh em mình không thể xem hết rồi. Rồi, tạm thời thì anh em mình em sẽ quay nó. Đây, chiều dài của nó này, đo được từ cái điểm đầu cho đến cái điểm này nha nè, là 46,5 cm nha. Như anh em thấy ha, 46,5 cm. Đây, này là cổ hãng gì đây, Ratnor vậy anh em ha, made in USA. Với cái cấu tạo của nó rất là dày dặn. Và nó có cái màu sơn là màu xám trắng nha nè, màu xám trắng nha. Còn số vị trí nó bị chóc sơn nha. Ở dưới này nè, ở dưới phần đáy nó có cái thanh, nó có hai cái thanh này, gia cường cho cái phần đáy của sản phẩm nó được chắc chắn và nó không có tiếp xúc cái bề mặt ở dưới nền nhiều ha, nên nó không có ảnh hưởng đến cái độ hao mòn của nó. Bây giờ nó to quá em không biết làm sao để mà quay cho anh em mình xem được, thì anh em mình chịu khó xem giùm em ha.
này, các cái góc cạnh ở đây ạ. Ở đây là cái chốt khóa này, thì quay đến đâu em giới thiệu đến đó nha. Này, ở đây có thêm cái phần này này, cho nên mình khóa lại ha, để mình bảo quản cái đồ bên trong. Nút sơn của nó làm vân vân này khá là đẹp nè. Này ha, này là phía bên này này. Đây nè, đấy. Ok ha. Rồi, cái hộp này độ cao của nó này, từ cái phần đáy lên đến cái phần trên này thì khoảng tầm 21cm nha nè, 21 nha. Đây, bề ngang của nó thì khoảng tầm 19 đó nè. Đó, rất là dày dặn và chắc chắn luôn. Này là em mở ra bên trong này. Đây nè, nó có một cái ngăn ở trên nha, cho nên mình có thể tháo rời á. Đây, rồi một cái ngăn ở dưới, cái khoang ở dưới đựng rất là rộng rãi luôn. Rồi, phía chỗ này là có một cái thanh thép gia cường cái phần ở trên luôn nè. Cái khay anh em mình để vào ha, mình lắp vào, tháo ra. Đấy, tình trạng bên trong nó mới ken luôn ha. Đấy. Đây nè, có cái quai sắt, mình sắt lên ha. Và anh em lưu ý mình có cái khóa chỗ này nha. Em sẽ cân cái trọng lượng của nó để mình tham khảo luôn. Cái thùng này khoảng 4,3 anh em, 4,3 nha. Đây em sẽ lấy mã số 26 nha này. Mã số 26. Đây. Anh em xem được hoàn thiện cái phần cái hộp này nha. Đây cái hộp này anh em. Đó. Thấy nó quá là đẹp luôn ha. Đây, đó. Rất là chắc chắn và dày dặn. Anh em mình mở này. Đó, bên trong rất là đẹp nha. Rồi, và đây cũng là cái mã số cuối cùng của clip hôm nay. Anh em mình theo dõi á, thấy phù hợp với món nào á, anh em ủng hộ em nha. Em cảm ơn ạ.